Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, từ tối và đêm nay, thời tiết các tỉnh miền Bắc sẽ có sự thay đổi đáng kể. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của rãnh thấp được đẩy từ phía nam của Trung Quốc xuống nước ta, cộng thêm với vùng hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao. Vì thế, đêm nay và ngày mai, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, có nơi trên 100mm. Thời gian mưa lớn tập trung về đêm và sáng. Còn các khu vực khác, ở Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Lưu ý là mưa lớn tại các khu vực vùng núi và Trung Du có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Thưa quý vị, không chịu tác động của hệ thống gây mưa, ở phía Bắc và các tỉnh thành miền Trung, ngày mai vẫn duy trì trạng thái nắng sớm và kéo dài đến chiều muộn. Suốt một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Thuận, ngày mai vẫn có nắng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Với mức nhiệt cao nhất trong ngày, dao động trong khoảng từ 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nhiệt cao, trong khi độ ẩm trong không khí vẫn duy trì ở mức thấp, thấp nhất là thời điểm về trưa chiều. Nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn cháy rừng vẫn được cảnh báo ở mức cao. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, từ hôm nay, gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động với cường độ mạnh dần lên, nên mưa sẽ gia tăng hơn ở trên cả hai khu vực. Mưa rào và rải rác có dông, những cơn mưa sẽ tập trung xảy ra về chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ, còn tại Nam Bộ, nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai, trên toàn khu vực của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tiếp tục duy trì gió Nam đến Tây Nam cường độ mức cấp 4 đến cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào rải rác. Và sau đây là phần dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng khu vực đồng bằng có nơi trên 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 28 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều mai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ.